Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình ai góp ăn chia tổng giải thưởng là 2 triệu 2 ngàn tập cần Sido và 10 tập cần NFT các bạn. 10 tập cần NFT thì random các bạn. Đây là một chương trình random, đây không phải là người nào đến trước sẽ được nhận các bạn. Thì để giờ mình cập nhật là một dự án là CHNR các bạn. Bạn nào chưa có làm dự án nhận tập cần CHNR thì các bạn vào xem lại những video ở đây, phần link mô tả các bạn vào làm các bạn. Đây là một cái kèo khá là tiềm năng đó các bạn. Tập cần sẽ list sàn Binance các bạn. Và hiện tại trên đây thì nó có deposit và đây deposit cũng như là staking nhận lãi đó các bạn. Thì bạn nào có nhu cầu thì deposit vào các bạn. Rồi ok. Vậy là để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình ra mở một cái link form ra các bạn. Trên Telegram giao diện link form thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào nhóm chat nè. Telegram nè. Follow kênh channel của Telegram nó luôn các bạn. Rồi các bạn tại Twitter thì các bạn follow về tan vài người bạn vào nè thì các bạn nhập vào Twitter nè. Thì trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn chỉ việc like nè. Mình tổng giải thưởng mình đang chia là 2000 tốc cần C nè. And 10 tốc cần NFT limit nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận với Twitter tan vài người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn tan 3 người bạn vào đi các bạn. Cùng mình. Cùng Lê Du. Cùng. Rồi các bạn test 3 đến 5 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn test 3 cũng được, rồi các bạn mới đếp lên. Tiếp tục follow Getdit các bạn. Bạn nào chưa biết lấy đường link Getdit thì có một video hướng dẫn lấy những đường link tất cả các trang mạng xã hội các bạn. Đây là một kèo hoàn toàn không có tiền ghép nha các bạn. Rồi đầu tiên em thì các bạn ghi họ và tên mình vào nha các bạn. Trên kênh mình thì thường là bình dân ảnh. Mình có kèo nào mà kiếm được tiền cho anh em thì mình làm, mình không chú ý, không có hề kiếm ghép nào bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991 cũng xuống gom. Tiếp tục anh em điền ủng xin em Telegram của tất cả anh em nha các anh em. Anh em nhớ ủng hộ mình bằng một cách like và đăng ký và chia sẻ cái video giúp mình để sớm đạt được 1000 sub các bạn. Tiếp tục thiệu cho anh em Twitter các bạn. Còn MMO của anh. Mình sớm có cái tab cộng đồng, có thông tin gì mình thông báo cho tất cả anh em hay các anh em. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ ERC20 wallet nha các anh em. Thì tất cả anh em dùng mở địa chỉ chút wallet ra nè. Và một cái địa chỉ với ETH trên dưới chút wallet và một cái địa chỉ với BNB Smart Chain trên dưới chút wallet. Hai cái địa chỉ này giống nhau, các bạn copy địa chỉ nào cũng được nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ ETH đây mà. Rồi các bạn sẽ chép lên nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Bạn bắt vô đây nha các bạn. Rồi con này con bắt từ đây luôn các bạn. Con này nó sẽ hình như nó swap nền tảng ETH qua S20 các bạn. Giá gà ETH khá là cao nên tôi cần làm cho nền tảng ETH khó mà không có về đâu các bạn ơi. Chị các bạn chỉ bấm gỡ nữa các bạn. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop random nhận tốc cần C và NFT trên đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.